Chào tất cả anh chị cô chú. Ngày hôm nay á là một ngày đầu tháng thì Bảo có một vài mẫu và một số mặt hàng nha giảm giá tốt cho mình luôn. Thì mức giá giảm khá là sâu nha, khoảng 30-40 món thôi anh chị ơi. Thì anh chị nào á có nhu cầu này mua hàng thanh lý đầu tháng thì mình ủng hộ cho nhà Bảo một đơn nha. Đi vào á từ đầu đến cuối luôn đi, cho dễ tham khảo anh chị nhá. Thân 1055 nhà đất tông nha, màu xám xi măng này, máy là đầu lốc không chổi thang, cây này compact, mức giá 990.000. Ngày hôm nay anh chị nào mua là 600 thôi, 600.000, tức là cây này giảm lên đến là 390.000 một thân nha. Quá đà cho nhà đất tông. Ngày hôm nay anh chị nào mua thì lấy thân này, hợp lý quá trời rồi. Tiếp tục nè, thùng đồ nghề nhá, mẫu copper. Thùng này á thì anh chị mình á chịu lực 100 kg là vô tư. Bảo đây 80 kg này, anh chị này nhúng nhảy thoải mái luôn. Anh chị nào á mua thùng này là 19 in nhá, cao 22, ngang 22, 24 luôn, chiều dài 44 nha. Nhà copper, quai kim loại nha, 350. Ngày hôm nay 220.000. Thôi tính 200 đi, 200.000. Máy á, thùng đồ nhựa cao cấp, có 2 tầng cho mình nha. Màu đen, nhựa cao cấp, 200 một thùng, đựng vô tư máy luôn, để mình xài nha. Tiếp tục anh chị ơi, bơm xe kít xài bằng pin của nhà Hukan nha, 660.000. Ngày hôm nay á thì anh chị nào mua phá giá luôn, bán 350.000 cây. Máy thì sẽ có màn hình này, chẩn ba này, bát này, có sạc cho điện thoại luôn, có cổng USB và tai xi cho mình, tích hợp dây bơm xe sẵn, bỏ trong cốp đi làm thì mình đem theo anh này cho Bảo. 660 còn có 350.000 thôi là có hàng rồi. Đây, quạt pin nhà đất tông nha. Nhanh nhanh anh chị ơi, không lại hết hàng mất tiêu bây giờ. Xài vừa pin vừa điện luôn. Lúc mà mình mua sẽ có cục chuyển nguồn điện rồi. Mức giá thì đâu có nhiều đâu, 390.000 mà sắp hết hàng rồi anh chị nha. Máy sẽ có là chẩn tốc vô cực luôn. Đây, xài pin phổ thông á, màu 4 phân là cắm vào là hoạt động thôi. Có cả đèn chiếu sáng ban đêm này, lồng á là 3 tấc, cắn là 2 tấc mốt nha, có 390.000 thôi. Bây giờ nhà Bảo chỉ còn có màu xanh thôi nha, hàng này cháy hàng lắm anh chị ạ. Đây, tiếp theo này. Ngon, rẻ, mua cho Bảo bộ khoan pin đi. Đến từ nhà Kutan, 3 chức năng, đầu lốc, động cơ không chổi thang. Cây này là bán cháy hàng liên tục anh chị ơi. Bây giờ cũng sắp hết hàng rồi. 4 chức năng trong một nha. Chức năng thứ tư là đóng đinh. Máy là một pin một sạc, pin 10 cell 4A, màu pin M21 này, power. Bộ này á là thanh lý cho mình 420.000. Là một máy một pin một sạc, rẻ kinh khủng luôn. Tiếp theo, thân máy mài màu xanh lá cây của nhà Kutan nha, 3 cấp số cho mình luôn. Động cơ không chổi thang. Cây này á là động cơ từ anh chị nha, nhà Kutan này. Anh chị nào mua nhanh tay đi, xài bền cực kỳ luôn. Logo dập nổi thương hiệu Kutan này. Cây này á số lượng nhiều nên là được ưu tiên. Logo dập nổi cho mình có 360 thôi, rẻ hơn cả hàng nhái này, hàng giả luôn anh chị ơi. Giá thành vô cùng rẻ nhá, để mình lựa chọn mình đặt hàng thôi. Có hộp giấy đi kèm anh chị ạ. Máy rửa xe Forman này, bảo hành cho mình là 1 năm anh chị nha. Mua đi, cây này là xài vừa rẻ này, công suất cao, có đồng hồ báo áp nha. Rửa xe này, rửa máy lạnh ok lắm.
2000W có dây sẵn cho mình. Mức giá 1090 ngày hôm nay xả rẻ kinh hồn luôn, 780.000. Bảo hành thêm cho mình á là 1 năm anh chị nha, tha hồ mà xài luôn, vừa rẻ mà vừa bền luôn. Nhà Forman nha. Tiếp theo, thân máy thổi motor phản lực anh chị nha. Cây này có cả turbo cho mình, có cả nối dài cho mình nè, thổi lá cây sân trường đều được. Chân pin phổ thông đến từ nhà đất tông nha. Mà máy là TL800M. Cây này khỏe lắm. Mức giá anh chị nào mua thân không thì 850, ngày hôm nay 720.000 thôi là bán cho mình. Motor lớn này, động cơ to, motor phản lực cho mình nha. Tiếp theo, cách sắt 2400 của nhà đất tông, mà máy là CS2400 nha. Màu xám xi măng, lưỡi 3,5 tấc, 350.000. Ngày hôm nay lấy bảo tính mình 1,50 triệu, giảm 200.000 một cây luôn. Để mình lựa chọn, mình đặt hàng nha. Cái này á là phải nhanh tay à, không nhanh là hết luôn. Bàn đẩy gạch Ryobi QC Nhật anh chị nha. Mẫu này á là bàn 8 tấc cho mình, 3 lưỡi dao đi kèm cho mình luôn. Cây này á là nhiều anh hỏi có bảo hành không, có hư đâu bảo hành anh chị à. Nè, lấy chân đạp này, như này á, ti là thép nguyên khối như này, sao mà công được. Mức giá 1950, ngày hôm nay bán cho mình 1.650.000. Anh chị nào mua là cắt được gạch 8 tấc đổ lui nha, thì mình có 3 lưỡi dao cắt được á là cả 4 cho đến là 5.000 mét gạch luôn. Để mình xài nha. Đây, cái gì đây? À, anh chị nào á thích thùng đồ nhà đất tông không? Mẫu này á là logo dập nổi đất tông này, nhựa cao cấp nha. Mức giá thùng này không à, về á là mình đựng được máy khoan pin này, máy bu lông pin. Bộ này á là đựng được pin bên trong nha, 2 pin 1 sạc á. Thùng không nha. Mức giá 50.000 thôi là bảo xả cho mình luôn nha. Để mình á mua về xài công trình gia đình vô tư luôn. Tiếp tục nè, máy cắt gỗ nhà Hukan nha, 1500W, lưỡi 1,85 tấc, có sẵn lưỡi đi kèm nè, logo nhà Hukan dập nổi cho mình. Mức giá cây này á là 880, có lưỡi đi kèm, ngày hôm nay bảo xả cho mình 750.000 thôi là bán rồi nha. Nghiêng góc 45, cao thấp đều được nha. Hai đá anh chị ơi, mài dao, mài kéo, mài cuốc đều được, xài công trình gia đình ok luôn. Đánh bóng lư đồng hợp lý. Motor là to nha, đến từ nhà Makute, thương hiệu Nhật nha. Đá 1,50 tấc, công suất cao 370W nha. Giá 1 triệu 1, ngày hôm nay bảo tính mình 750.000 thôi là bán cho mình máy mài hai đá của nhà Kutan nha. À, Makute chứ nhầm. Đây, thân máy khoan 1375 đến từ nhà đất tông này. Thân này trước đây 909, bây giờ là mình mua là bảo tặng cho mình là đế chuyển, mình xài được là vừa chân D vừa chân M phổ thông luôn. 490 490, máy là 3 chức năng nha, cho mình xài tuyệt vời. Có hộp giấy nha. Thân này bán vô cùng đã nha. Anh nào á mà gia đình muốn bền, muốn khỏe, muốn công trình rẻ bền ngon, lấy cho bảo thân này, xài hai mẫu chân pin luôn. D21 cũng được, M21 phổ thông cũng được nha. Tiếp theo, 0300 Makita, cây này là HB0300, hàng cao cấp nè, hàng xịn đến từ Makita nha. Mức giá chưa có chương trình là 1.150.000, 1.200.000 bình thường. Ngày hôm nay bảo tính mình mức giá là 590.000. Makita, hàng xịn của Nhật nha. Bây giờ
thì bảo thấy nhà máy nó cùng nằm tại China, Trung Quốc này, hàng xịn là yên tâm, bao cho mình chết giả đền thêm 2 tỷ nhá. Máy là ba chức năng, xài bằng điện, có cấp trược cho mình nhá, để mình xài nhá. Anh chị nào thích máy đục bê tông không? Đục 30 mm này, mà máy là DK DH65C, nòng là 30 ly nhá, nòng lớn luôn á, có hai mũi cho mình này. Trọng lượng cây này nặng lắm, xài đục công trình, cầu đường, cầu cống này kia lấy cho bảo nhá. Nhà đất đông luôn. U cây này nặng lắm anh chị ơi. Có thùng đi kèm luôn. Máy lớn, máy to nha. Và đương nhiên hãng đất đông, khá là bền nha. Công suất máy là 1850W. Cây này anh chị nào mua là 2.250.000. Ngày hôm nay á thì bảo tính mình á là 2.100.000 thôi, bán cho mình. Cưa gỗ à, này á là hàng nội địa cho mình nhá. Mẫu này á là hàng trưng bày rồi anh chị nhá. Cây này á là bán rẻ cho mình thôi, không có tem gì cần. Bán rẻ có một cây thôi anh chị nhá. Mua thì bảo cho mình là lưỡi đi kèm luôn, lưỡi 1.85 nha, nghiêng gấp được, cao thấp được, mức giá anh chị nào lấy đi 490 thôi, bán rẻ như cho mình, bảo hành thêm cho mình á 6 tháng luôn để mình xài nha. Copper mẫu mặt hàng khá là cao cấp ở thị trường Việt Nam mình nha. Thiết kế là nhỏ nhắn đẹp này, logo Copper dập nổi như thế này. Mức giá anh chị nào á mua là 600, ngày hôm nay 450.000 là bán cho mình, thanh lý rẻ cho mình luôn. Cây này đẹp nha, công suất thì 750W, máy nhỏ nhắn này cầm nắm thoải mái lắm anh chị ơi. Lên cho mình tiếp tục hai mẫu máy trà nhám. Thích trà nhám hàng nội địa không? Cây này á hàng trưng bày nha, nên là hơi dơ này, bảo báo trước cho mình. Hàng nội địa Kinda nha, công suất máy là cây này là 200W này, mức giá bán cho mình á thì 290 thôi. Nếu mà mình muốn hàng xịn hơn, cao cấp hơn, thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, lấy ngay cho bảo cây máy trà nhám hàng bốt xịn, hàng cao cấp nha. Mà máy là GSS 140, cây này bao giá thị trường luôn 1.150.000, ngày hôm nay 700 thôi, xả cho mình á là 700. Anh nào á mà làm thợ công trình gia đình xem được video này thì mình nhanh tay thôi, giá này á là vừa bán vừa cho mình nha, để mình xài nha. Ngoài ra cũng là máy bốt, nhưng mà mình thích một thương hiệu cao cấp thì mình sẽ lấy cho bảo cây máy cắt đa năng của nhà bốt xịn nha. Mà máy là GCD 140, công suất máy là 1400W này, cắt được lưỡi tối đa là 1.1 cho mình nha, 1.15 luôn. Gạch men này, bê tông này, sắt thép đều làm được, gỗ luôn. Cây này là hàng xịn nhà bốt nha, 1.450.000, ngày hôm nay là tính mình xả cho mình giảm 900 thôi, bán 900 thôi anh chị nha, là có rồi. Ngoài ra nếu anh chị nào á mà thích máy mài hàng xịn nha, hàng cao cấp của nhà bốt luôn, thì mình mua ngay cho bảo mà máy là GWS 060 nha. Cây này tem hàng bốt cao cấp nè, thương hiệu là của Đức anh chị nha. Cây này á là 890, ngày hôm nay lấy 690.000 thôi, có hộp giấy đi kèm nha, hàng bốt cao cấp nha. Nếu mình muốn rẻ hơn, lấy ngay cho bảo cây mai tăng hàng nội địa như thế này, 850W nha. Cây này á là mình mua là 6 tháng đầu cháy, đổi mới ngay cho mình, hàng này ok lắm. Mức giá anh chị nào mua trước đây 430, ngày hôm nay 280.000 thôi, 280.000 là bán cho mình luôn. Máy công tắc đuôi nha, để mình xài này,
có thùng đi kèm này. Đây, thân máy khoan 13 mm, động cơ là brushless không chổi thang nha. Thân này á, mình mua giá bây giờ á, lấy đi bảo tính mình á, rẻ bèo luôn á, 650, 570 thôi. 3 chức năng đầu 13 mm của nhà Himoki nha. Logo dập nổi, có tay cầm đúc nguyên khối này. Anh nào mua là 1395 nha. 1395 là có rồi anh chị à. Tiếp theo, máy laser này của công ty Hukan, tên á, là Gridman nha, 5 tia xanh, bóng led siêu sáng cho mình luôn. Có sẵn cho mình á, là một máy, một pin, một sạc nha. Cây này đẹp nha anh chị nha, gàng cơ cũng tương đối là ổn nha. Tia thì cây này á, là đẹp xuất sắc rồi. Đang nghiêng này, bảo khóa tia cái, để nghiêng chỉnh nó khó. Có tăng giảm tia nha anh chị nha. Bóng led cho mình á, sáng cực kỳ nha. Anh chị mình á, là đang xài ngoài trời á, thì cây này vẫn có thể đáp ứng cho mình á, là sáng đẹp nè, sáng xa nha. Cây này á, mà mình mua giá ngày hôm nay á, bán cho mình á, là 650.000 nha, là có rồi anh chị nha. Gridman của nhà Hukan nha, để mình xài này. Tiếp theo này, thân máy rút IP của nhà Hukan nha. Cây này á, là bây giờ về màu xám xi măng rồi anh chị cô chú à. Màu xám xi măng nha. Thân máy rút IP tự rút, tự nhả đinh cho mình luôn. Hết hàng rất lâu rồi. Anh chị nào mua là có khóa mình thay đầu nha. Rút được nhiều cỡ đinh lắm anh chị nha. 3.2 cho đến là 5.2 mm này. Thân không, cây này rẻ vô cùng anh chị ơi, chỉ có 1.050.000 thôi nha. Tiếp tục này, máy nén khí Romano nha. Mẫu này á, là bình 12 lít này, 840W nha. 950, ngày hôm nay bảo tính mình 6 nha, 12 lít nha. Máy là hơi sạch, động cơ là dây đồng 100% cho mình này. Thôi tính mình 550 đi nha, là bảo thanh lý cho mình luôn, để mình xài này. Đây, anh nào mà thích trà nhám rung vuông không, hàng nội địa luôn á, mức giá có 360, bảo tính mình 350.000 nha, màu xanh nha. Đây, thân chuyên vít nè, 230 của nhà Hukan nha. Cây này là bo mặt khủng anh chị nha, 4 cấp số cho mình, siêu ngon nha. Thân không, kèm hộp nhựa đi kèm, 860, giờ bán mình là 690.000 nha. Đây, anh chị nào mà mua bút thử điện nhà Senka không, có báo điện tử cho mình nha. Mức giá anh chị nào mua thì một cây như này á thì 25.000 nha, cứ một cây 25.000. đầu cắt tôn này gắn được cho máy pin và máy điện 10 ly 13 mm cũng được nha. Có 4 bạc đầu cho mình luôn, bạc đạn đôi bên trong này, phần ngàm á, gắn cho máy khoan điện nha. Ở thị trường người ta bán là 160, 170, có nơi bán 200 mấy luôn á, bảo tính mình 130 thôi là có rồi nha. Đội gạch nha, nâng vật liệu này, một cây như thế này là nâng được 60 kg nha. Có 3 ti đặt cho mình luôn, với mức giá một cây như này 38.000, mua 10 cây á, thì bảo tính mình á, là 350.000 thôi, giá nó tốt hơn anh chị nha, để mình xài. Tiếp theo này, máy khoan 13 mm drip này, máy là cổ là kim loại nha, đầu 13 mm, 2 chức năng, với công suất máy á là 1050W nha, giá thanh lý cho mình 330 nha. Máy hàng dây rời, hàng mic, hàng que đến từ nhà Marula nha. Có đồng hồ này, dòng hàng là 250 nha. Có sẵn cho mình á là dây hàng mic, hàng que bên trong rồi. Có cho mình á là cả kiếng này, với lại là một cuộn khí đi kèm nha.
mức giá anh chị nào mà mua cây này là 1.550.000, bảo tính mình là 1.4 nha. Và cuối cùng máy rửa xe X-Power nè, mà máy là RX3B nha. Dây cây này dài cho mình 15m nha, bảo hành thêm cho mình là 1 năm. Mức giá anh chị nào mua thì 850.000 nha. Ngày hôm nay thì bảo thanh lý nhiêu đây thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì nhanh tay. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tại đây.